từng từ chối cái thơm má của Thủy Tiên, lôi con bất ngờ quay xe. Sau thời gian mong đợi, tối ngày 1 tháng 5 hoa hậu Thủy Tiên đã hội ngộ Tim Châu Phi tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt hơn, lần về Việt Nam này, Quang Linh Vlogs còn đưa idol nhí lôi con về cùng. Còn nhớ vào tháng 7 năm 2022, hoa hậu Thủy Tiên có chuyến thiện nguyện đến Angola. Tại đây, nàng hậu dành tình cảm đặc biệt cho em bé tên Mativado, 5 tuổi, con trai của một thành viên Tim Châu Phi. Nhóc tỷ được gọi thân mật là lôi con. Nếu theo dõi chuyến đi đến Angola của hoa hậu Thủy Tiên, dân tình chắc hẳn vẫn còn nhớ hình ảnh lôi con từ chối cái thơm má của hoa hậu Thủy Tiên. Thế nhưng, trong lần hội ngộ này, nhóc tỷ gây sốt với khoảnh khắc cuốn quýt không rời và còn chủ động thơm má hoa hậu Thủy Tiên khi cả hai gặp lại nhau. Trong đoạn vlog mới nhất được Miss Grand International 2021 chia sẻ, thế lực nhí lôi con đã mè nheo, thậm chí bật khóc khi phải chia tay hoa hậu Thủy Tiên. Trước tình huống giờ khóc, giờ cười, mỹ nhân sinh năm 1998 đã đưa nhóc tỷ về nhà ở cùng. Tại đây, lôi con còn dịp gặp được ông Titi, ba ruột của Thủy Tiên. Nàng hậu đã đưa nhóc tỷ đi mua bánh kẹo và chơi đùa cùng nhau. Dù hai năm mới gặp lại nhau, thế nhưng lôi con liên tục pha trò, vui vẻ trò chuyện cùng hoa hậu Thủy Tiên bằng tiếng Việt. Ngay sau khi đăng tải, đoạn video đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Phía dưới bình luận, dân tình dành nhiều lời khen ngợi về độ đáng yêu của hai cô cháu. Đừng quên theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.